bí ẩn về Rosalia Lombardo, sắc ướp 2 tuổi vẫn chớp mắt 100 năm sau khi chết, đã làm say đắm du khách đến thăm hầm mộ Cappuccini ở Ý. Cô bé Rosalia được biết đến với biệt danh người đẹp ngủ trong rừng vì những nét thơ trẻ thơ được bảo tồn, chết vì bệnh viêm phổi vào năm 1920. Cha cô bị suy sụp trước cái chết của cô đã tìm đến chuyên môn của Alfredo Salafia, một nhà ướp xác và nhà phân loại nổi tiếng từ bây giờ ở Palermo, an nghỉ trong hầm mộ Catacombe dei Cappuccini. Bên dưới một tu viện, thi thể của Rosalia vẫn được bảo quản rất tốt với các cơ quan nội tạng còn nguyên vẹn. Bất chấp hàng ngàn xác ướp trong hầm mộ, Rosalia vẫn nổi bật, thu hút một lượng lớn du khách hàng ngày. Nhiều người kể lại rằng họ đã chứng kiến đôi mắt của cô nhấp nháy nhẹ, một hiện tượng đã gây ra nhiều tranh cãi và suy đoán. Một số người tin rằng sự dao động nhiệt độ trong ngôi mộ khiến mí mắt của Rosalia mở ra và nhắm lại, trong khi những người khác cho rằng đó là ảo ảnh khoa học được tạo ra bằng cách thay đổi góc ánh sáng. Dario Piovino Mascali, người trông coi hầm mộ, lại có cách giải thích khác. Anh phát hiện ra rằng đôi mắt của Rosalia chưa bao giờ nhắm lại hoàn toàn và hiệu ứng chớp mắt là kết quả của ánh sáng chiếu qua cửa sổ ở những góc cụ thể. Dario cũng khám phá ra công thức ướp xác bí mật được Alfredo Salafia sử dụng giúp bảo quản thi thể của Rosalia theo một cách độc đáo, bằng cách tiêm hỗn hợp formalin, muối kẽm, rượu, axit salicylic và glycerin vào cơ thể. Salafia đã đạt được quy trình ướp xác không giống bất kỳ quy trình nào khác. Muối kẽm biến cơ thể Rosalia thành đá, ngăn ngừa sự biến dạng và duy trì những đường nét thanh tú của cô, trong khi những phát hiện của Dario đã làm sáng tỏ một số huyền thoại xung quanh xác ướp của Rosalia. Cô vẫn tiếp tục gây tò mò và mê hoặc những du khách đến thăm hầm mộ. Bất chấp những lời giải thích được đưa ra, bí ẩn về Rosalia Lombardo và đôi mắt nhấp nháy của cô vẫn là một bí ẩn hấp dẫn trong thế giới ướp xác. Hãy để lại ý kiến bình luận của bạn về video để cùng tham khảo thảo luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.